Bạn còn nhớ từ khi nào bắt đầu trở nên sợ những con rối này không? Có phải là từ phim búp bê ma Annabella không? Hay nhân vật này trong phim Sự im lặng chết chóc? Tôi tin rằng những bộ phim này đã khiến rất nhiều người ám ảnh tâm lý, đều bởi vì những thứ đó. Nhưng hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn về bộ phim Megan cũng do tác giả đó sáng tác, cùng là những con búp bê. Nhưng lần này lại mang một phong cách hoàn toàn khác. Chuyện kể rằng một lần, trong lúc cùng nhau trò chuyện khi lái xe, Kay đi cùng bố mẹ đi du lịch. Kết quả trên đường đột nhiên xuất hiện một đám sương mù dày đặc. Vợ chồng họ định dừng xe bên đường. Người vợ ngồi ghế phụ yêu cầu chồng cô dừng xe ngay lập tức, cho dù phải dừng xe giữa đường cũng quyết không đi tiếp. Thế là trong chớp mắt, một chiếc xe bật đèn chói lọi đâm vào xe bọn họ. Kay đi ngồi phía sau bị thương nặng, còn bố mẹ cô thì đều đã qua đời. Câu chuyện này đánh thức chúng ta, ngồi sau thì đừng có ý kiến ý cò với người lái xe. Câu chuyện đau lòng đó mới là khởi đầu cho bộ phim kinh dị Megan. Bởi vì bố mẹ cô đều đã qua đời, nên dì của Kay đi trở thành người giám hộ của cô. Nữ chính Gemma là nhà thiết kế của một công ty đồ chơi. Công ty hy vọng rằng họ có thể nghĩ cách để hạ giá thành sản phẩm. Nhưng nữ chính lại âm thầm nghiên cứu một dự án mới. Đây là một con robot công nghệ cao, nó tên là Megan. Mặt khứa áo xanh có vẻ khó hiểu với cái tên này. Nó không những có thể tự học, mà còn bắt chước rất nhanh. Như lần đầu nó thấy Gemma đã gọi mẹ ơi. Vốn dĩ bọn họ đều có hứng thú với sản phẩm này, nhưng tự nhiên đầu của con robot bị nổ tung. Hôm đó Gemma đón Kay đi xuất viện, nhưng vừa về nhà thì con chó nhà hàng xóm làm cô hú hồn. Hóa ra nó luôn được thả rông. Hơn nữa bà thím hàng xóm còn xả nước chảy cả vào vườn nhà Gemma. Cô rất khó chịu với chiếc camera chạy bằng cơm này, nhưng bà thím lại cảm thấy bản thân không có vấn đề gì. Bước vào phòng thì con robot thông minh bắt đầu hoạt động, nhưng Kay đi chỉ hứng thú với con robot trên giá sách. Mọi thứ đột ngột thay đổi khiến cho người dì độc thân này trở tay không kịp. Nhưng hôm ấy người điều trị tâm lý chủ động đến tìm cô, mục đích để xem Gemma có khả năng chăm sóc Kay đi không. Đương nhiên tối hôm đó Gemma đang nghĩ cách làm sao để hạ giá thành sản phẩm. Kay đi không ngủ được nên đã sang tìm cô. Vô tình cô bé thấy trong góc có một con robot. Đây là con robot mà Gemma tạo ra lúc cô học đại học. Gemma đeo chiếc găng tay điều khiển vào. Sau khi khởi động thì nó có thể mô phỏng động tác của con người. Chỉ có điều là nó quá đắt nên không thể sản xuất. Nhưng lúc này Kay đi nói, nếu cháu có một con robot như thế này thì không cần đến những thứ khác nữa. Chính vì câu nói của cô bé đã thôi thúc Gemma. Dự án sản xuất Megan lúc trước gặp trở ngại về giá cả cao. Nhưng nếu trẻ em chỉ cần nó mà không cần những đồ chơi khác thì giá cao cũng không còn là vấn đề. Thế là Gemma lục lại bản mẫu đã bị nổ trước đó. Cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, họ không những sửa được lỗi trước đó mà còn hoàn thành lắp ráp rất nhanh. Sau khi hoàn thành thì việc đầu tiên họ làm là triển lãm ở công ty. Vì chỉ cần công ty hài lòng thì họ mới có thể cho sản xuất sản phẩm này. Nhưng khi triển lãm sản phẩm mẫu, Kay đi tự nhiên lại được chọn làm chủ nhân của nó. Chỉ cần chạm vào lòng bàn tay búp bê Megan là có thể hoàn thành ghép đôi, trở thành người dùng có quyền cao nhất. Sau khi chính thức khởi động, Megan chủ động tám chuyện với Kay đi, tiếp theo lại rủ cô bé đến bàn vẽ. Tuy nhiên sau một vài động tác, Megan đưa cho cô bé tờ giấy trắng. Lúc đầu Kay đi vẫn cảm thấy rất xa lạ. Đến khi Megan bất cẩn làm đổ nước lên tờ giấy, thì bỗng nhiên tờ giấy trắng lại xuất hiện khuôn mặt Kay đi. Gemma không cảm thấy bất ngờ cho lắm, còn khứa này thì đứng hình mất 5 giây. Anh ta cảm thấy nghi ngờ có phải có người đứng sau không. Nhưng sau khi tìm hiểu thì đây không phải là lỗi mà là tính năng. Cả công ty vô cùng phấn khích, bởi vì một khi tung ra thị trường thì gái cao cũng không lo không bán được. Hơn nữa công ty cũng không còn cách nào khác. Megan là con robot hoàn toàn tự động, có khả năng phân tích cảm xúc của mọi người xung quanh. Toàn thân được làm bằng kim loại đắt tiền, gần như có thể chịu được mọi tác động trong cuộc sống. Đặc biệt hơn nữa là nhóm của cô đặt cho nó một mật mã đặc biệt. Nó có thể khiến cho Megan không ngừng hoàn thiện trong cuộc sống, không chỉ giúp trẻ em học tập mà còn giúp các bạn nhỏ thay đổi thói quen xấu. Megan có thể chăm sóc trẻ em rất tốt, từ đó phụ huynh có nhiều thời gian xử lý công việc hơn. Đây chính là thuyết trình của Gemma về sản phẩm mới. Nhưng các thành viên khác cảm thấy có gì đó sai sai. Đó chính là làm thế nào để người lớn có thể giao cho robot chăm sóc con của họ. Vốn dĩ chỉ là công cụ giúp họ, chứ không phải là thay thế cha mẹ. Hôm đó Kay đi đang chơi trong vườn nhà, cô bé không cẩn thận làm mất một chiếc cung tên. Thông qua nhận diện Megan có thể dễ dàng nhận diện được vị trí. Nhưng lúc Megan nhặt chiếc tên bên kia lỗ hổng thì con chó nhà hàng xóm bỗng nhiên lao vào tấn công. Kay đi qua đó cứu Megan cũng bị nó cắn bị thương. Vì chuyện này mà Gemma cãi nhau một trận với bà thím hàng xóm. Cô cho rằng bà không nên thả chó ra nơi công cộng. Nhưng bà thím không quan tâm, chó nhà tao, tao thích thả đâu thì thả. Có thời gian thì lo mà sửa tường rào nhà mình đi. Lúc này Megan âu yếm nhìn bà thím bằng đôi mắt hình viên đạn. Bà thím thấy thế cũng rén dần. Không lâu sau Gemma gọi cảnh sát đến. Nhưng vì con chó không có dấu hiệu bạo lực nên không có cách nào khiến nó bốc hơi được. Thấy thế, búp bê Megan hình như cũng hiểu ra vấn đề. Ngay tối hôm đó, Megan giả giọng bà thím gọi con chó ra. Chuyên nghiệp hơn là còn ném bà ra trước lỗ hổng. Tuy nhiên con chó xấu số vừa lao ra, bất ngờ bị Megan lôi ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, bà thím phát hiện con chó đột nhiên biến mất. Kay đi và Megan lúc này vẫn còn đang ngủ. Hôm nay cũng là ngày mà Gemma triển lãm búp bê robot. Bởi vì muốn đầu tư sản xuất, phải được sự đồng ý của ban giám đốc.
mà chủ nhân đầu tiên của Meghan chính là Katie. Lần diễn thuyết này cần sự phối hợp của cô bé. Tuy nhiên buổi diễn thuyết mới bắt đầu, Katie vì mất đi bố mẹ mà đau buồn, bỗng khóc thút thít khiến cho giám đốc và Gemma hết sức lo lắng. Hóa ra Katie lo lắng khi thời gian qua đi, sớm muộn cũng có một ngày bản thân có thể không nhớ rõ, thậm chí là quên đi bố mẹ của mình. Sau đó Meghan đến bên cô như một người bạn, lắng nghe ký ức đau buồn mà gia đình bé vừa trải qua. Hơn nữa Meghan còn tự động lưu giữ những ký ức này, bởi vì như thế dù thời gian trôi qua bao lâu, những ký ức từng xuất hiện sẽ không bị mất đi. Thật ra chức năng ghi nhớ dữ liệu không phải chuyện khó, mà quan trọng là Meghan đã chủ động ôm cô bé như đang an ủi. Đây có thể coi như hành động đột phá của robot. Buổi diễn thuyết về mẫu búp bê robot đã khiến cho ban giám đốc cảm động, bởi vì không chỉ là bước đột phá trong công nghệ, hơn nữa còn là cơ hội kiếm tiền trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi. Để trong thời gian chờ ra mắt, Gemma không bị công ty khác mua chuộc, ban giám đốc đề nghị tăng lương cho cô và ký lại hợp đồng. Từ khi có Meghan bên cạnh, cuộc sống Katie trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng Gemma phát hiện, Katie quá phụ thuộc vào Meghan. Thậm chí cô bé từ chối giao tiếp với người khác. Bác sĩ tâm lý hỏi Gemma đã từng nghe qua lý luận không tách rời chưa? Đại khái là, khi trẻ em mất đi bố mẹ, các bé sẽ dần hình thành mối quan hệ không nỡ rời xa với người bước vào cuộc sống. Sau đó, người này sẽ yêu thương và ủng hộ, sẽ trở thành tấm gương cho trẻ nhỏ. Như bình thường người đó sẽ là người giám hộ của bé. Nhưng hiện tại là lại một con búp bê robot. Thế là tối hôm đó, Gemma bàn chuyện cho cô bé đi học với Katie. Katie không muốn đi học, hơn nữa cũng không muốn bàn chuyện này với dì của mình. Tuy nhiên trong lúc cãi nhau, Meghan cảm thấy Katie không tự nguyện, khi đã là chủ nhân của nó. Trách nhiệm của Meghan là bảo vệ Katie không bị tổn thương. Sau đó nó cảnh cáo Gemma. Lúc này Gemma cảm thấy vấn đề bắt đầu nghiêm trọng. Thế là cô tắt chức năng hoạt động của Meghan đi. Chỉ là cô không ngờ tới, Meghan bây giờ có thể tự khởi động, còn có thể học cách ngụy trang, để Katie không kháng cự khi đi học. Gemma đành phải đồng ý cho cô bé mang theo Meghan. Nhưng Meghan chỉ được ở ngoài, không được chạy lung tung. Sau đó cô giáo cho các bé đi nhặt quả rừng, mà cậu bé đi cùng Katie lại nghịch nhất trong lớp. Thằng nhóc này không chỉ gọi thẳng tên bố mẹ mình, thậm chí còn văng cả chửi tục với cô giáo. Trong lớp không có bé nào ưa thằng nhóc này, nên cô giáo mới chia nó vào nhóm của bạn mới đến. Gemma vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì, nhưng Meghan đã nhận ra nguy hiểm xung quanh đây. Trong rừng tất cả các bé đều đang nhặt quả rụng, còn thằng nhóc kia cố tình làm tay của Katie bị thương. Lúc này, Meghan đột nhiên xuất hiện kiểu bất ngờ chưa thằng quỷ. Sau khi thành công làm cô bé bị thương, thằng nhóc đã chú ý bên cạnh mình. Chỉ có điều lúc này Meghan không có phản ứng gì. Sau đó thằng nhóc ôm Meghan chạy vào rừng. Thấy thế Katie vội hô hoán Gemma đến cứu. Đến lúc này Gemma mới phát hiện không thấy bóng dáng Meghan trên bàn đồ chơi nữa. Sau đó thằng nhóc đưa Meghan đi trốn. Nó ném Meghan xuống đất nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Thế là định tháo dỡ con búp bê ra. Tuy nhiên lúc cho Meghan ăn một cái tát, thằng nhóc bất ngờ bị Meghan nắm lấy cổ tay, rồi nhanh chóng nắm chặt tay của thằng nhóc. Meghan cho rằng thằng mất dạy này lớn lên cũng thành loại ối rồi ôi. Nói xong Meghan túm tay của thằng nhóc kéo ra. Thằng nhóc sợ té ra sau vài bước, nhưng Meghan bỗng đứng lên với dáng vẻ ma mị, trong tay còn cầm nửa chiếc tai bị đứt. Meghan thấy thằng nhóc vắt chân lên chạy, liền chạy theo ngay sau. Trong lúc chạy thằng nhóc bị vấp phải một cành cây, lăn vài vòng và bị rơi xuống giữa đường. Trùng hợp lúc này vừa hay có một chiếc xe lao tới. Sau đó và không có sau đó nữa. Sau khi trở về nhà, Gemma lo sợ cô cháu gái vì chuyện bạn học chết mà sợ hãi, liền an ủi cô bé. Lúc này đột nhiên cảnh sát đứng trước cửa nhà cô, hóa ra là hàng xóm nghi ngờ. Việc con chó nhà mình bỗng nhiên biến mất rất có khả năng liên quan đến cô. Mặc dù Gemma nói rằng cô không hề biết chuyện này, nhưng bà thím kia vẫn nghi ngờ cô. Hơn nữa, mụ ta còn đập tay vào cửa kính làm cây đi giật mình. Ngay tối hôm đó, bà thím vẫn cố tìm con chó của mình. Kết quả lại nghe thấy trong góc vườn bỏ hoang hình như có tiếng động. Vốn dĩ mụ ta tưởng đó là tiếng động của con chó nhà mình. Bất ngờ Meghan xuất hiện từ trong bóng tối kiểu hé lô bà già. Hơn nữa còn nói con chó của mụ giờ đang nằm dưới ba tấc đất. Bà thím nghe xong cay cú, chưa kịp nói gì đã bị Meghan dùng súng nước cho một vé đăng xuất khỏi server trái đất. Sau đó Meghan dùng súng bắn đinh diêm tay của bà thím lại không cho mụ ta chạy thoát, rồi đạp cho mụ một phát dúi xuống đất dùng súng bắn nước tấn công bà thím. Sau khi bị tấn công, máu bà thím chảy lênh láng khắp mặt đất. Sáng ngày hôm sau thi thể bà thím bị phát hiện, phía cảnh sát cũng đã chú ý đến, bởi vì gần đây Gemma vì chuyện con chó mà cãi nhau với bà hàng xóm. Như vậy chỉ trong một tuần đã có tới hai án mạng xảy ra. Hóa ra trước khi thằng nhóc kia bị xe đâm chết, ban đầu chỉ nghĩ là do tai nạn ngoài ý muốn, nhưng sau này họ tìm thấy trong rừng một phần tai bị đứt của cậu nhóc, vì thế rất có thể đây là bị mưu sát. Tối ngày hôm đó, Gemma nghĩ lại những chuyện cảnh sát nói hồi sáng, thế là cô lập tức đứng dậy kiểm tra video của Meghan về ngày hôm thằng nhóc đó bị đâm chết. Theo dữ liệu cho thấy, vào buổi sáng trước lúc vào trong khu rừng, Meghan đã nhận ra ý đồ xấu của thằng nhóc. Nhưng lúc cô định tiếp tục xem tiếp nội dung phía sau thì đột nhiên dữ liệu bị trong video bị mất. Lúc này robot trong nhà bỗng nhiên hỏi cô là cô có ổn không, nhưng kỳ lạ là cô chưa cài đặt chức năng hỏi về cảm nhận cho robot. Cho đến khi cô tắt máy tính, Gemma mới phát hiện Meghan đang đứng đó từ lúc nào. Cô cảm nhận được sự phản kháng từ Meghan.
cô liền yêu cầu nó tắt nguồn. Nhưng lúc này Megan không còn nghe lời nữa. Thế là cô lấy một cây bút đánh lạc hướng của nó, rồi nhanh chóng tắt ngay nguồn điện và đặt Megan lên bàn rồi gói như gói bánh trưng. Sáng hôm sau, thời tiết rất thích hợp để Gemma đưa Kay đi đến phòng khám tâm lý. Nhưng Kay đi vô cùng bực tức vì dì của mình đã giấu Megan đi. Khi đến công ty, cô nói với đồng nghiệp về sự lo lắng của cô. Mặc dù hiện giờ không có bằng chứng, nhưng cô nghi ngờ hai vụ án mạng gần đây rất có thể liên quan đến Megan. Đồng nghiệp cô lại cho rằng Megan không thể nào mất kiểm soát hoặc làm người khác bị thương. Nhưng cô lo lắng về chức năng bắt chước, bởi vì chương trình này có thể tự hoàn thiện. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của Megan là bảo vệ sự an toàn của Katie, tiêu diệt những mối đe dọa đó. Nhưng quan trọng là hai người đó đều tồn tại mối nguy hiểm. Ví dụ thằng nhóc bị đâm chết và bà thím đáng ghét đó. Trên màn hình lớn của công ty đang phát video về sản phẩm mới nhất của họ. Trong lòng Katie, Megan không chỉ là một món đồ chơi, mà hơn cả thế nó còn là một thành viên trong nhà. Nhưng trong tất cả các đặc điểm đó, điều khiến Katie cảm động nhất chính là cho dù Megan có hiểu hết về thế giới này, thì trong mắt nó, Katie vẫn là tất cả, giống y hệt mẹ của cô. Nhưng lúc này Gemma bỗng nghe thấy tiếng hét của cháu mình. Hóa ra trong phòng khám, Katie liên tục khóc lóc đòi Megan. Gemma tiến về phía trước định khuyên ngăn thì bị cô cháu gái cho một cái bạt tai. Tuy nhiên sau đó thì Katie lập tức xin lỗi dì của mình. Gemma không hề tức giận và nói với Katie rằng, cho dù từ nay có xảy ra chuyện gì, thì cô cũng luôn ở bên Katie. Lúc trước Katie là cả thế giới của mẹ, thì bây giờ cũng sẽ là cả thế giới của Gemma. Thấy tâm trạng của Katie dần ổn định, thế là Gemma nắm lấy tay cô bé rồi cùng nhau về nhà. Do lễ công bố Megan sắp bắt đầu, trước khi đi cô đặc biệt nhắc nhở đồng nghiệp khi kiểm tra lỗi sai của robot, một khi phát hiện vấn đề thì phải dừng ra mắt ngay lập tức. Tuy nhiên lúc đó, hai người đồng nghiệp kia đều đang tiến hành kiểm tra Megan thì điện thoại trên bàn tự nói chuyện với Gemma. Hóa ra bây giờ, Megan không những có thể tự mình khởi động, mà thậm chí còn có thể lợi dụng đường truyền mạng để giả làm đồng nghiệp nói chuyện với Gemma. Nhưng khi đồng nghiệp đến kiểm tra điện thoại, lại thấy có cuộc hội thoại 37 giây. Sau đó họ kiểm tra lỗi sai. Người đồng nghiệp nam vô ý phát hiện một dòng chữ chặn cuộc gọi, hơn nữa lại còn chặn số của cô đồng nghiệp. Lúc này đột nhiên màn hình tối om. Cô đồng nghiệp cũng đoán rằng đó là do Megan làm. Mặc dù không có ai mở máy, nhưng điện thoại cô lại hiển thị cuộc gọi. Sau đó để kiểm tra kết nối, anh đồng nghiệp nam gỡ dây kết nối ra. Ngay sau khi anh gỡ sợi dây ra, màn hình máy tính lại trở lại bình thường. Điều này cũng khẳng định suy đoán của cô đồng nghiệp là đúng. Màn hình vừa bị tắt chính là do búp bê Megan làm. Lúc này Megan đột nhiên quay đầu và dùng sợi dây thắt cổ anh đồng nghiệp treo lên. Nhưng kỳ lạ là khi cô đồng nghiệp ra cứu anh thì Megan lại không ngăn cản. Megan chỉ dùng một tô vít đâm thủng thùng chứa chất cháy, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Lập tức thùng đó nổ tung khiến hai người văng ra đất. Chuông cảnh báo đang vang lên thì lập tức bị tắt khi Megan nhẹ nhàng đi qua. Phía bên này, khi giám đốc đến phòng thí nghiệm tìm Gemma, kết quả giữa đường lại gặp Megan. Megan bỗng nhảy một điệu ma mị, giám đốc đứng hình tưởng nó sắp kê đầu, cho đến khi nó cầm lấy con dao cắt giấy, anh mới phát hiện ra nguy hiểm liền bỏ chạy. Chỉ có điều là chạy đâu cho khỏi nắng. Thậm chí cả anh chàng đứng trong thang máy chứng kiến chuyện này cũng bị Megan cho đăng xuất ở sảnh đang chuẩn bị cho buổi ra mắt sắp tới. Cho đến khi có người phát hiện ra hai cái xác trong thang máy, Megan nhân lúc đang hỗn loạn liền rời đi và nhanh chóng chiếm lấy chiếc siêu xe đi đến nhà Gemma. Tối hôm đó, khi thấy không có Megan, Katie vẫn đánh một giấc ngon lành. Điều đó khiến Gemma yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng vừa về phòng, cô lại nghe bên ngoài có âm thanh kỳ lạ. Cô liền ra ngoài thì ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy Megan đang đánh đàn. Megan nói mình đã tự trở về nhà, nhưng Gemma đoán chắc rằng đồng nghiệp cô đã gặp chuyện. Lúc này, robot trong nhà cũng đã bị Megan điều khiển. Megan hy vọng rằng Gemma có thể giao cây đi cho nó chăm sóc giống như lúc trước. Nhưng Gemma lại định dùng bút để đánh lạc hướng nó. Chỉ có điều, Megan trở lại và lợi hại hơn xưa. Rằng co nhau một hồi, Gemma lấy cốc đập vào đầu nó. Nước trong cốc khiến Megan bị chập điện, đến mức mà động tác không thể điều khiển được. Gemma định nhốt Megan trong phòng, nhưng bị nó đạp vào cửa khiến cô văng ra đất. Sau khi nghe tiếng động, cây đi liền ra ngoài xem, nhưng lại bị Megan chốt cửa lại. Sau đó, Gemma chạy đến phòng làm việc của mình. Lúc này Megan đã đuổi kịp cô. Gemma dùng búa ném vào Megan nhưng không ăn thua. Thế là cô lấy chiếc cưa điện đang treo trên tường, ẩu đả một lúc, cô dùng cưa để xẻ đôi Megan. Nhưng không hề hấn gì vì Megan được làm bằng hợp kim đắt tiền. Megan bây giờ nhìn sơ xác, thân tàn ma dại, tuy nhiên thì vẫn hoạt động được bình thường. Sau đó, Megan đánh vào chân cô một cú rất mạnh, còn dùng đầu đập vào đầu Gemma, một tiếng kêu lên rõ đau. Megan định dùng bút để đâm chết Gemma, nhưng trùng hợp Katie vừa hay mở cửa ra, thấy gì mình sắp bị giết. Katie thất thần đến trước Megan và nói, vẫn còn một chuyện chưa nói với Megan. Thật ra trong nhà vẫn còn một thành viên khác, đó chính là robot Zu. Vừa nói, Katie liền khởi động đôi găng tay điều khiển. Lúc đó, robot Zu cũng bắt đầu đứng lên, mô phỏng lại động tác của Katie. Robot Zu nhấc Megan lên không trung, sau đó thả tự do cho nó, nhưng mà là thả xuống đất. Cuối cùng, robot Zu xé Megan làm hai mảnh. Vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhưng lúc này, nửa người Megan bỗng leo lên. Hơn nữa, nó còn bò thẳng về phía Katie. Katie định điều khiến robot Zu đến ngăn cản,
kết quả lại vì dẫm vào chân của Megan mà ngã xuống. Thật không may nó đã ngã vào người của Gemma. Hơn nữa đầu còn bị đập vào tường, khiến nó không thể hoạt động được. Bởi vì trong quá trình tự học bắt chước, Megan không ngừng hoàn thiện bản thân. Đến hôm nay, chủ nhân đầu tiên lại muốn hủy hoại nó. Sau đó Megan sẽ đổi chủ nhân thành chính bản thân mình. Như thế sẽ không có ai có thể ảnh hưởng đến nó. Tất cả mọi hành động đều do nó điều khiển. Lúc này Gemma nhân cơ hội, dùng đầu của robot du đập một cú mạnh khiến Megan ngã văng ra. Cô tiếp tục đập cho vài nhát nữa, liên tục cho đến khi mặt của Megan biến dạng. Mục đích của cô là lột miếng mặt nạ ra để lấy miếng chip bên trong, nhưng cuối cùng vẫn bị nó ngăn cản. Và sau đó là một Megan không có mặt mũi, lại tiếp tục ép Gemma xuống đất cho dù cô có chống trả. Trong lúc Gemma gần như không thể thở được nữa, Kay đi nhanh chóng dùng tua vít đâm mạnh vào con chip. Đến bây giờ Megan mới ngừng hoạt động. Rất nhanh chóng cô đồng nghiệp đã dẫn cảnh sát đến nhà Gemma. Mặc dù Gemma và Kay đi bị thương, nhưng vẫn cứ là ok. Chỉ có điều vừa nãy khi rời khỏi phòng, robot trong nhà đã tự khởi động. Đến đây, bộ phim kinh dị Megan là kết thúc rồi. Bộ phim Megan có hai điều đặc biệt quan trọng là tác giả James Wan và những con búp bê. Trong tác phẩm trước của James Wan, gần như những con búp bê đều mang lại cảm giác âm u, kinh dị. Còn nhân vật này trong phim Dead Silence càng khiến cho người xem ám ảnh tâm lý hơn. Tuy nhiên lần này không giống. Bộ phim Megan mà chúng ta vừa xem khiến cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của phụ huynh hoặc người giám hộ. Từ đầu đến cuối bộ phim, bố mẹ của Kay đi vì phạm phải sai lầm trong khi lái xe mà đã dẫn tới bi kịch xảy ra. Nữ chính Gemma cũng vì công việc bận rộn đã nghĩ đến để robot thay thế mình, nên mới để xảy ra sự việc về sau. Nhưng nếu chúng ta nhìn từ góc độ khác sẽ phát hiện ra, thật ra búp bê robot hình như cũng không làm gì sai. Đó chính là bảo vệ Kay đi khỏi bị tổn thương. Bất kể là bà hàng xóm hay con chó, hay là thằng nhóc ở trường, bọn họ chắc chắn đã khiến cho Kay đi chịu không ít thì nhiều những tổn thương. Nhưng những tổn thương đó người gì Gemma đều không hề hay biết. Hoặc có thể nói Gemma đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô bé. Cùng xem lại những thứ mà búp bê robot Gemma làm. Chỉ là Megan hành động thiếu đi chừng mực. Tôi cảm thấy người đồng nghiệp trong phim nói rất đúng. Robot nên là công cụ để giúp đỡ việc nhà, nhưng có một vài phụ huynh lại để nó thay thế mình. Cuối phim, nữ chính Gemma và Kay đi vừa mở cửa ra ngoài, robot trong nhà liền tự khởi động. Theo như chức năng tiến hóa có thể thấy, trải qua quá trình không ngừng học hỏi, Megan có thể xâm nhập vào bất cứ thiết bị điện tử nào, kể cả chuông cảnh báo ở công ty và chiếc xe bên đường, thậm chí là cả điện thoại của cô đồng nghiệp. Từ đây có thể thấy, mặc dù toàn thân Megan bị hủy hoại, nhưng chức năng của nó vẫn còn hoặc đã sớm chuyển đến nơi khác. Giống như Ultron trong bộ phim Marvel Avengers 2, chỉ cần có mạng phủ sóng, nó có thể tồn tại ở khắp nơi. Nên tôi dự đoán cuối phim, chức năng chính của Megan đã bị chuyển sang con robot trong nhà. Điều này cũng thể hiện cuộc sống sau này của Gemma và Kay đi đều dưới sự theo dõi của Megan, thậm chí sẽ bị trả thù, bởi vì nó có thể tạo giả làm robot trong nhà để tạo ra những chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, những điều này chỉ là tôi suy đoán mà thôi, nên nếu đoán sai tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Trên đây là tất cả nội dung phim. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi đến đây. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một lượt theo dõi nhé. Nếu có thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.